Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khương Ngọc. Trên tay mình đây lại là chiếc Techno Spark 20 Pro Plus. Mình cũng đã một thời gian sử dụng em này rồi và hôm nay mình sẽ gửi bạn một cái video đánh giá chi tiết và những yếu tố như pin, thiết kế, hiệu năng, điểm mạnh, điểm yếu của nó như nào. Và em này có phải là một cái sản phẩm đáng để sở hữu trong tầm giá từ 5 đến 6 triệu không? Chi tiết mời bạn đón xem trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi thẳng vào phần điểm mạnh nhất của nó nhé, đó chính là phần thiết kế. Và thực sự nếu mà chúng ta nhìn vào cái phần viền cạnh cong của nó ấy, không ai nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mức giá của nó sẽ chỉ 5 triệu rưỡi mà thôi các bạn ạ. Thậm chí người ta sẽ nghĩ đây là một cái sản phẩm mức giá của nó ít nhất cũng phải cỡ khoảng là 7-8 triệu. Phải nói thiết kế của em Techno Spark 20 Pro Plus này nó quá vượt trội nếu mà xét trong cái phần khúc của nó. Khi mà đa số các mẫu máy khác ấy, chúng ta sẽ có phần viền màn hình rất là dày này, mà nếu phần viền màn hình mỏng ấy thì còn lâu mới được cong như này. Và rõ ràng đây sẽ là một điểm mạnh về lợi thế khi xét phần thiết kế nếu mà so sánh với đại đa số các mẫu máy ở trong phân khúc. Thậm chí ngay cả khi chúng ta so với những hãng như Samsung, Xiaomi ấy, thì thiết kế phần mặt trước của em Techno Spark 20 Pro Plus này nó vẫn vượt trội luôn. Còn nói phần mặt lưng ấy thì mình nghĩ rằng thiết kế thì đẹp xấu tùy người, nhưng với cá nhân mình thì mặt lưng của chiếc Techno Spark 20 Pro Plus này gọi là ổn bạn nhá. Khi mà đây chúng ta vẫn sẽ có những yếu tố điểm nhấn, ví dụ như đổi màu khi chúng ta nghiêng góc này, hay là cái phần đó chứ phần camera đấy, nó vẫn sẽ tạo một cái điểm nhìn nhất định khi chúng ta nhìn vào đây, vẫn sẽ có những phần khiến chúng ta phải tập trung. Còn về cảm giác cầm nắm ấy thì mình nghĩ rằng em này được cái rất nhẹ nhá. Trọng lượng của nó sẽ chỉ là 179g thôi. Nếu mà so sánh với một cái mẫu máy kích thước của nó màn hình lên đến 6,78 inch như này thì đây có thể còn một thiết kế tương đối nhẹ. Dĩ nhiên rồi, phần mặt lưng của nó sẽ được làm phủ mờ, thành ra không bám quá nhiều mồ hôi dấu vân tay. Nhưng mình chưa thích em này lắm ở một cái điểm, đó chính là do cái thiết kế của nó quá mỏng các bạn ạ. Bề dày của nó sẽ chỉ là 7,6mm mà thôi, thành ra cảm giác cầm của nó đôi lúc sẽ thấy rằng nó hơi bị mỏng tay quá ấy, cầm nó chưa thực sự bám chắc tay. Nhưng vấn đề này sẽ được khắc phục nếu bạn đeo thêm một chiếc ốp như này cho mình. Cảm giác cầm của nó sẽ ok hơn, nó cảm giác dày hơn cũng đầm tay hơn. Và mình cũng phải xin chia buồn với những bạn nào là fan của jack, bởi vì sao? Chúng ta sẽ không còn jack 3.5mm ở đây nữa. Mặc dù đây chỉ là một sản phẩm trong tầm giá từ 5-6 triệu mà thôi, mà chúng ta đã phải cắt giảm được cái jack 3.5 rồi. Đây cũng là một điều dễ hiểu nhá, bởi vì thiết kế của nó quá mỏng rồi. Nói chung về phần thiết kế, bạn nào mà thích một cái vẻ ngoài ấn tượng, nhìn nó đẹp, nhìn nó sang ấy, mà giống những mẫu máy có khoảng tầm 8-9 triệu ấy, bạn có thể lựa chọn em Techno Spark 20 Pro Plus này nhá. Và đây cũng sẽ điểm nổi bật nhất của em máy này. Thời điểm hiện tại thì em Techno Spark 20 Pro Plus này chúng ta đã có mặt hot sale tại COS rồi, giảm ngay 700k nếu mà so sánh là giá niêm yết nhá. Giá niêm yết của em này là 5 triệu rưỡi, tuy nhiên nếu mà các bạn mua tại COS ấy, mức giá sẽ chỉ còn là 4 790 nghìn mà thôi. Chưa kể hỗ trợ trả góp 30, bạn nào có tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Bởi vì chương trình ấy sẽ chỉ kéo dài từ 30 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 4 mà thôi. Còn nói phần màn hình thì sao? Cá nhân mình đánh giá đây là một cái màn hình nói chung là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản bạn, từ giải trí, xem phim các thứ vân, nó đều đáp ứng tương đối tốt. Các bạn nào xem Netflix ấy, thì chúng ta cũng sẽ có chuẩn Wi-Fi L1 nhá. Và màn hình của em này ấy, khi bạn cầm ấy cũng không có hiện tượng đó chứ chúng ta bị chạm nhầm đâu. Bởi vì thực tế khi mà cái phần viền màn hình bên này nó sẽ được làm cong, nhưng thực tế nó sẽ là một phần viền đen nhá. Thành ra ngay khi bạn cầm ấy nó sẽ bị tì quá nhiều như kiểu những mẫu máy Samsung đời trước đây, ví dụ như mấy em S8, S9 chẳng hạn. Đôi lúc chúng ta bị chạm nhầm thì những em này, cụ thể em Techno Spark 20 Pro Plus, chúng ta sẽ không bị hiện tượng đó. Thế nên cầm sử dụng thoải mái luôn. Và ngay khi thao tác chúng ta chơi game nhá thì những cái phím của nó cũng sẽ không bị chìm xuống quá sâu phần màn hình. Nó vẫn sẽ ở phần màn phẳng để bạn có thể dễ dàng thao tác cũng như là sử dụng. Với mức giá 5,5 triệu đồng ấy thì chúng ta sẽ có đầy đủ yếu tố đây, từ màn hình AMOLED có này. Tiếp theo chúng ta 120Hz có, cũng như là độ sáng của nó 1000 nits các bạn sẽ có luôn. Và mình nghĩ rằng ấy, đây cũng là một cái sản phẩm nếu mà bạn sử dụng nhu cầu như của chúng ta xem phim này, sau đó chúng ta đọc truyện các thứ vân ấy, những tông màu như màu đỏ, màu vàng thứ vân nó sẽ đậm đà hơn nếu mà so sánh là thực tế một chút. Nhưng mà nó đậm theo kiểu là không phải nịnh mắt nhá, mà nó đậm theo kiểu là tông nó hơi trầm xuống một tí bạn ạ. Nói chung là tùy theo các hãng sản xuất, họ sẽ tinh chỉnh màn hình sao cho phù hợp với cả lượng fan mình nhất, cũng như là tạo ra một cái màu sắc riêng. Còn nói đến yếu tố thứ hai, đó chính là loa. Thì loa này được cái là to thôi, còn chất âm của nó dĩ nhiên là không thể làm quá hay được. Các giải như bass mid treble nó sẽ khó lòng nào mà chúng ta nổi bật tất cả giải, hay âm của nó quá trong. Cái này thì thực sự rất là khó nhá. Tính đến thời điểm hiện tại, để mà nói về một mẫu máy mà loa nó hay, các giải nó ok thì mình đến trên đầu ngón tay cỡ khoảng tầm là 3 đến 4 mẫu máy mà thôi. Mà đặc biệt là những mẫu máy đó thường mức giá của nó sẽ rất là cao, hoặc là flagship ra mắt từ cách đây mấy năm rồi bạn ạ. Còn với những mẫu máy tầm trung ấy thì cơ bản loa của nó nghe to rồi bạn ạ. Tiện đây thì mình sẽ nói luôn ở phần đó chỉ là dung lượng pin nhá.
Cụ thể em này sẽ có dung lượng pin đó chính là 5000 mAh, và với viên pin dung lượng 5000 mAh như này thì mình sẽ sử dụng được tổng cộng đó chính là 8 giờ và 9 phút ở đây cho đến khi còn 15% pin. Và với những tác vụ mình dùng cũng có Netflix này, Facebook, TikTok, YouTube, Shopee và mình chơi cả PUBG Mobile luôn. Thế nên để nói đây có thể coi là một em máy sử dụng pin tương đối là ổn nếu mà xét theo tầm giá, khi mà đây chúng ta có chip đó chính là Helio G9 Ultimate. Cơ bản nó vẫn sẽ là bay của con Helio G9, tuy nhiên nó sẽ được thay đổi một chút. Mà con chip Helio G9 không phải là con chip nó ăn quá nhiều điện năng, vậy nên cái con Helio G9 Ultimate này trên mẫu máy Tecno Spark 20 Pro Plus này vẫn là một cái sản phẩm nó cho thời sử dụng pin tốt. Còn nói về sạc nhanh đi kèm ấy, thì chúng ta sẽ có sạc nhanh 33W, và cá nhân mình cắm ấy thì mình nhớ không nhầm là em này mình mất cỡ khoảng tầm 1.5 tiếng để sạc đầy pin gì đó. Thời gian đầu ấy thì nó tương đối nhanh, tuy nhiên thời gian sau ấy thì nó phải chậm dần các bạn ạ. Và để nhận xét ấy thì cái 33W này ở trong phân khúc nói chung là vừa đủ các bạn ạ. Nó không phải là nhanh nhất, bởi vì chúng ta sẽ có một số cái mẫu máy Tecno khác thậm chí nó có thể lên đến cỡ khoảng là 45W cơ. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về yếu tố hiệu năng nhá. Ở đây chúng ta sẽ phiên bản iOS V13.6, và nó sẽ là một trong những mẫu máy đầu tiên được bán tại thị trường Việt Nam mà chạy sẵn đó chính là phiên bản Android 14 luôn. Các bạn vẫn sẽ có những cái yếu tố quen thuộc như con chip Helio G9 Ultimate này. Sau đó các bạn sẽ có 8GB RAM cũng như 256GB ROM. Ở đây thì mình sẽ có thể mở rộng thêm tối đa đó chính là 8GB RAM nữa, tổng cộng là 16GB. Cấu hình này thì các bạn đã rất quen với những mẫu máy Tecno rồi, chúng ta đã biết 8 cũng như 128 có thể coi là một cái option rất quen thuộc của mẫu máy Tecno. Thế nên những yếu tố ví dụ như điểm AnTuTu cỡ khoảng là 416.000 điểm ấy, mình sẽ không nói nhiều thêm nữa, mà mình sẽ tập trung vào những cái ví dụ trải nghiệm cơ bản của chúng ta. Mình nghĩ rằng em này vẫn là một máy được tối ưu trải nghiệm, nó khá là mượt nhá, nó ít gặp hiện tượng lỗi. Tuy nhiên với một số cái animation ấy, cụ thể ở cái phiên bản này mình nghĩ rằng đôi lúc thao tác vuốt của họ nó chưa thực sự là mượt cho lắm. Đôi lúc mình thấy rằng nó vẫn sẽ hơi khựng một tí, ví dụ như ở phần camera chẳng hạn. Đây, vuốt đấy, nó hơi chậm các bạn ạ. Cái cách làm animation nó sẽ thu lại chậm như này, mình nghĩ rằng sẽ khiến chúng ta cảm giác nó mượt mà hơn, tránh đi hiện tượng đó chỉ chúng ta thao tác animation nó nhanh quá, đôi lúc dẫn đến hiện tượng giật lag. Nói chung cái cách làm animation này của Tecno mình nghĩ rằng cũng khá là hay, khi mà khiến chúng ta cảm giác rằng máy nó mượt hơn. Còn với trải nghiệm chơi game ấy thì mình có test với hai tựa game đó chỉ là Liên Minh Tốc Chiến cũng như là PUBG Mobile, thì thấy rằng nó đều đáp ứng tốt nhu cầu của mình. Khi mà mình chơi mức setting các bạn có thể nhìn xem nhá, cái biểu đồ của nó sẽ không tăng giảm thổi thụt quá nhiều, về cơ bản vừa đủ để chúng ta chơi game. Còn với những bạn nào tham vọng chơi những cái tựa game ví dụ như Genshin Impact chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng các bạn bỏ ý định đó đi, bởi vì thực tế với một cái mẫu máy là từ 5 đến 6 triệu thời điểm hiện tại ấy, nó rất là khó để đáp ứng được cái nhu cầu đó, trừ khi bạn lựa chọn những mẫu máy flagship sách tay cũ thì nó sẽ chỉ chơi mức khoảng là trung cho đến 60 mà thôi. Còn với những em máy chính hãng như này Helio G9 ấy, các bạn biết sức mạnh của nó như nào rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ nói phần camera nhá. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có cụm camera với độ phân giải 108 megapixel, những ống kính còn lại nói chung là mang vai trò hỗ trợ thôi, ví dụ như chụp ảnh macro hoặc là chụp ảnh xóa phông chẳng hạn. Thì nghĩ rằng nếu mà nói phần camera chính em này ấy, nó cho nước ảnh tương đối là trong cũng như là chi tiết tốt. Ở đây các bạn có thể xem qua một số bức ảnh mình đã chụp nhá. Còn ở trong điều kiện đủ sáng ấy thì thấy rằng nó cũng khá là ok luôn. Còn ở trong điều kiện thiếu sáng ấy thì thấy rằng những ảnh nó chụp cho ra nhá, chi tiết cũng khá là ổn nếu mà so với sánh mà chúng ta không bật luôn. Và có thể nói đây mẫu máy nếu mà xét phần cụm camera chính ấy, nó cho trải nghiệm khá là ổn. Tuy nhiên em này sẽ có một thiếu sót đó chính là việc nó không được trang bị cụm camera góc rộng các bạn ạ. Đây có thể còn điểm hạn chế của nó nếu mà so sánh với những mẫu máy khác. Nói chung xét về cụm camera ấy, thì cái mẫu máy Tecno Spark 20 Pro Plus này xét tổng giá từ 5 đến 6 triệu nó ok, chỉ có điều đó chỉ là nó thiếu đi cụm camera góc rộng mà thôi. Còn về khả năng quay video ấy thì em này được cái đó chỉ là tối đa của nó sẽ là 2K cũng như 30fps, có thể xem qua cái đoạn video mình đang quay đây. Điểm lợi thế của nó nếu mà so sánh với những mẫu máy cùng phân khúc ấy, đó chính là việc cái độ phân giải của nó sẽ cao hơn, bởi vì đa số tầm này nó sẽ chỉ có đó chính là Full HD và 30 hoặc là Full HD 60 mà thôi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Tecno Spark 20 Pro Plus này, một cái mẫu máy cho thấy rằng Tecno thực sự họ đang quan tâm rất nhiều đến thị trường Việt Nam, khi mà chúng ta sẽ có những cái sản phẩm nó rất hấp dẫn ở đây như em Tecno Spark 20 Pro Plus này. Những yếu tố như kiểu tầm giá của nó cũng ok này, thiết kế đẹp, sau đó hiệu năng của nó cũng ngon lành đảo trong tầm giá luôn. Các bạn nghĩ sao về em Tecno Spark 20 Pro Plus này với mức giá chỉ 5.5 triệu? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Cũng như là việc bạn nào mua ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả bạn dễ dàng tham khảo. Nói chung nếu mà xét phần mức giá thì em Tecno Spark 20 Pro Plus này hiện tại nếu mà bạn mua tại Seoul ấy, chúng ta sẽ có trình hot sale giảm đến 700.000 so với giá niêm yết, từ 5.4 triệu sẽ chỉ còn là 4.790.000, chưa kể còn hỗ trợ trả góp 30. Bạn nào có tâm link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bởi vì em này chúng ta sẽ trình diễn ra từ ngày 30/3 cho ngày 4/4 mà thôi. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau, nhấn like và subscribe những kênh khuyến cáo nhá, bye bye.